Basman Ramati Mano, hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Avittare tha kanyane pa pa chit tăng ni quả ra gì đăng ta hành hi ca rô tô pun nhân pa pa smin ramati mano. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thì ác chồi ló ra. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính cẩm nhân. Dạ, sa thú sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Phật cú số 116. Abhithare tha can ya ne pa pa chit tăng ni wa ra ye đan thanh hí cá rô tô bun nhang pa pa min ra ma ti ma no abit tha re tha can ya ne pa pa chit tăng ni wa ra ye đan thành hí cá rô tô buôn nhanh pa bát nhìn ra ma tì ma nô abhithà rê thá can gia nê pa pa chít tăng ní hòa ra dê đan thành hí cá rô tô buôn nhanh pa bát nhìn ra ma tì ma nô. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp, ác chồi ló ra. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn mến mời bàn tay của Quỳnh Quách Tha Ná, Xích Hạnh Kiểm, Quang Thanh. Dạ, mời quý vị nha. Dạ, kính mời cô tu nữ tự duyên. Dạ, mời cô. Dạ, sa thú, dạ, cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào kính thân. Dạ, mong đạo tràng nghe rõ, tại vì ở chùa mấy Phật tử còn đang lễ bái tam bảo. Dạ, cảm ơn Văn Thanh, cảm ơn Huynh Vách Thanh Á đã bắt bài. Và bây giờ thì em xin tập kệ kinh Phật cú số 116. Abhithare thakkanyane pa pa chit tăng ni wa ra ye đan thanh hi ca ro to tăng pa pa smin ramati mano tha rê thật cảnh gia ni ba ba chi tăng vi đi hòa ra về đàn tăng hi ca rô tô buồn nhân ba ba nin ra ma ti ma no Abhithare thakkanyane pa pa chittaṃ
thành hoa ra về thành hi ca ro tu buôn năng ba ba min ra ma ti ma no hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác pháp sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ vui, nếu chậm thiện nghiệp ác trồi đó ra. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, chị Duyên xin xuống mức IQ điểm đi nữa. Chờ một tí. Dạ con sa thú cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức kính đảnh lễ Tự Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà của cô Tu Nữ, con kính lễ cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Câu Pháp Cú 116. Apite thakan jene ba ba chit tang ni qua ra je dan dan thành hikaro to bun nhang ba ba bát mình ramati mano apitare thakan jene ba ba chit tăng ni quả ra rề đàn thành hi ca rô tô bùn nhăn bà bát mình ra ma tì ma nô Dạ, Quang Thanh ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Mời Quang Thanh cầm mic. Đại Đức Đại Nhẫn vào, chắc không nghe âm thanh nên thư lại chảy ra rồi. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn ngài kêu em đó. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Nam mô Bích Hài giá. Dạ, mời Vinh Quá Thanh Á. Vinh ơi, Văn Thanh không có cầm mic rồi. Dạ, mời Vinh Quá Thanh Á để Nhật Quỳnh sửa cái bài câu khúc cuối này lại. Dạ, mời Vinh Quá Thanh Á. Dạ, sa thú, sa thú. Ủa. Biết sai là trong sống sống. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khay, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Thập Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 116. 116 hả? Sao cha đâu đây chỗ nào 120 à vậy. Chỗ này 116. Ok. Cảm ơn đạo hữu ai kêu em đó. Đúng rồi bây giờ. Kính cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Không xin đặt được. Pitha re tha kalayane papa chitang ni vara ye
đan hành hi karo to punyang papasmin ramati mano apitareta kalyane papacitang nivaraye dan thani karo to punyang papasmin ramati mano apitareta kalyane papacitang nirawaye dan thani karo to punyang papasmin ramati mano. Ai gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Bản dịch của Ngài Minh Châu: mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác pháp sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ ruôi, nếu chậm thiền nghiệp ác trồi ló ra. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức Giả Nam Mô Phút Tha Gia còn xin được xuất. À, mến mời Quang Thanh tiếp theo nha. Nam Mô Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô. Chàng nghe rõ dạ vâng, con cảm ơn. Con kính đảnh lễ ba ngôi bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Tuệ Đức và quý chư tôn Đức Tăng và Đại Đức Minh Mẫn hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ viên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 116. Apitare alo 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 à, nghe được chưa cô? À vâng, sao mạng nó cứ chập chờn ta. Apitha re tha can re ra ne ba ba chit tăng ni hoa ra re đàn thành hi caro bùn nhang ba bát mình ram đi mano apitha re tha can re ne ba ba chit tăng ni hoa ra ne đàn thành hi ca rô tô bùn nhang ba bát mình ramati mano. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, làm việc lành ý ưa thích việc ác. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con tin thệ. Apitare tha can ra ne ba chi tăng ni qua ra re đàn thanh hi ca ro to bun năng ba ban minh ra ma ti ma no. Apitare tha can ra ne ba ba chi tăng ni qua ra re đàn thánh hi ca rô tô bốn nhang ba bát minh ra ma ti ma nô. Mau mau làm các việc lành, mau mau ngăn ác phát sanh tâm người. Tâm người vốn thật dễ ruôi, nếu chậm thiện nghiệp ác trồi ló ra. Đấy là của Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thú kính cảm ơn hoàn thành. Nam Mô Thầy.
Dạ, cảm ơn Trần Đông, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức vừa ban năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Dạ, sa thú rành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tự Đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 116. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Quýnh Quách Thanh Á, Xích Quang Thanh, Xích Rạng Đông, Cẩm Vân đã hoan hỷ ôn bài Pháp Quốc Kinh 116. Và cảm ơn Châu Phan. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu Pháp Cú Kinh số 117. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bác Tha Ná cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mũi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bức Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 117. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và dạ, sa thú lành thai, con kính nhân Bích Thánh Sư. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính tri ân cô Rạng Đông. Chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Phật, con thành kính đảnh lễ giáo pháp, con thành kính đảnh lễ chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức tăng hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm qua chúng tôi nhận được một cái tin nhắn để là thay mặt râm pháp cú thông báo ý đó, cái đại ý đó là thông báo đến giảng sư tại râm pháp cú kinh. Râm pháp cú kinh nghỉ một tháng. Như vậy là hôm nay là buổi giảng của chúng tôi cuối cùng. Rồi sau đó hết mùa dân y, bắt đầu chúng ta sẽ học trở lại. Nhưng mà nhân tiện chúng tôi xin nói với quý vị là ở trong kinh Pháp Cú đó, Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Rồi còn thêm mấy câu sau nữa mà chúng tôi không có đọc tiếp, chỉ muốn nói ở cái chỗ này thôi. Điều đó có nghĩa là cái gì? Cái tuổi tác mình, xin thưa quý vị, không có cho phép mình nghỉ hè đâu. Tức là không cho phép mình nghỉ một tháng đâu. Do vậy đó là cái sự sinh hoạt ở râm Pháp Cú Kinh đó, có thể ngưng hoặc có thể tiếp tục sinh hoạt. Nhưng mà mỗi người chúng ta đó phải tự ý thức thời gian không có ngưng. Thành ra đó là gì? Ngày nào mình cũng cần phải tạo thiện nghiệp hết, giờ nào mình cũng cần phải tạo thiện nghiệp hết, phút nào mình cũng cần phải tạo thiện nghiệp hết, giây nào mình cũng cần phải tạo thiện nghiệp hết. Và nếu bà con chư Phật tử chúng ta mà có học cái diệu pháp đó, thì từng sát na một, xin thưa quý vị, từng sát na một. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Là nếu mà mình có thiện nghiệp hay là có phước đó, thì mỗi cái hơi thở ra vô của mình đó, là mình sẽ được an lạc. Nhưng nếu như mà mình không có tạo thiện nghiệp, hoặc là không có tạo phước, hay là thiếu thiếu đó, thì mỗi một hơi thở ra, hơi thở vô của mình đó, là nặng nề, mệt nhọc, khó khăn. Quý vị thử chiêm nghiệm đi ha. Như trường hợp đó, mình nằm ở trong bệnh viện đó, mà vì người ta đặt cái dụng cụ hỗ trợ thở đó, thì quý vị thấy là nó khổ tới cỡ nào. Rồi nữa đó là quý vị thấy có những người mà ốm đau bệnh tật đó, thở ra thở vô, ôi thôi là nó nặng nề, nó cực khổ vô cùng. Rồi là gì? Khi nào mà mình gặp thời tiết nó oi bức khó khăn nè, thở ra thở vô cũng rất là khổ cực. Điều đó có nghĩa đó là gì? Thiện nghiệp hay phước đó, nó thể hiện, nó hiện bày trong từng hơi thở lắm. Do đó đó, bản thân mỗi người chúng ta, xin thưa quý vị, bản thân chúng tôi vậy đó, chúng tôi cũng ráng cố gắng ý thức vậy đó. Là trong từng sát na là, chứ đừng có chờ đợi ha, đừng có nghỉ hè, đừng có giải lao. Khi nào đó, nói theo Đức Thế Tôn đó, thì khi nào mà chưa có sang bờ bên kia được đó, đó thì ôi thôi là mình gặp vô vàng khổ đau. Kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Gặp vô vàng khổ đau, và cái nguy cơ mà bị trở thành mũi nè, kiến nè, dòi nè, ôi thôi khổ nữa, nguy hiểm lắm, xin thưa quý vị ha. Thành ra đó là ráng cố gắng tinh tấn tạo phước, có điều kiện ngày nào cũng cần phải tạo phước hay là thiện nghiệp, ở đây đó là đồng nghĩa. Và nếu được thì giờ nào cũng nên tạo, tốt hơn nữa phút nào
cũng lên tạo. Và dĩ nhiên đó là mình còn phàm ha, thành ra đó là nói dây nào hay là sát na nào mà cũng tạo đó thì xin thưa quý vị đó là rất là khó. À, kể cả thánh hữu học đó thì là cũng chưa có tạo được từng dây nữa xin thưa quý vị. À, chứ đừng có nói chi tới phàm phu ha. À, nhưng mà ráng cố gắng tạo nhiều hơn, nhiều hơn bất thiện nghiệp. À, bây giờ chúng ta cùng nhau tạo cái nhân phước trí trong buổi cuối cùng do chúng tôi đảm trách tại râm pháp cú, rồi mình tạm thôi, tạm nghỉ một thời gian. Hôm nay chúng tôi với quý vị cùng nhau nghiên cứu bài kệ số 117. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Bài kệ này gồm có 4 đoạn hay là 4 câu. Đoạn thứ nhất: Pa panche puriso kajira. Pa panche puriso kajira. Đoạn thứ hai: Na nang kajira punap punang. Na nang kajira punap punang. Đoạn thứ ba: Na tam hi chan dang kajira tha. Na tam hi chan dang kajira tha. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Dukkho pa pa sa uccayo. Dukkho pa pa uccayo. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên pa panh cha, đây là một hợp từ chúng ta tách ra pa panh cộng với là che. À, pa panh che. Panche là hợp âm, chúng ta tách ra pa pang cộng với là che. Pa pang là pa pa, chia theo đối cách số ít. Pa pa là việc ác, điều ác. Che là nếu. Đây là một bất biến từ. Cái từ này đó thì thường sẽ đi chung với các cái động từ chia ở thế gọi là khả năng cắt. Từ tiếp theo puriso, purisa chia theo chủ cách số ít. Purisa, purisa thường đó mình dịch ra là người nam, nhưng mà trong trường hợp này mình dịch ra là người chỉ chung. Người nam cũng làm ác, người nữ cũng vẫn làm ác được như thường. À, thành ra chữ puri xá ở đây đó mình dịch là người là được. Kajira đây là từ cái động từ karoti. À, động từ này nó là động từ bất quy tắc đó, xin thưa quý vị. Thành ra chia ở các thể đó phiền lắm. À, do đó chỉ có học thuộc thôi. À, kajira ở đây đó là chia theo thể khả năng cách ngôi thứ ba số ít. Đã chia theo chữ puriso. Thành ra cái gì ra đây đó dịch đó là có thể làm, nên làm. À, đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên ná, đây là một bất biến từ phủ định, có nghĩa là không. Từ thứ hai năng, năng nó giống như chữ a vậy đó. À, là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba. À, chữ năng ở đây đó là chia theo đối cách. À, nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba. À, chia theo số ít. À, nhưng mà cái chữ năng ở đây đó ha, thì lúc này nè, nó không có đóng vai trò là nhân xưng đại danh từ nữa, mà là nó đóng vai trò đó là đại từ thay thế. Chữ năng này nè là thay thế cho chữ pa păng ở trên.
À, thành ra cái chữ năng này mình dịch đó là việc ấy điều ấy, nhưng mà việc ấy điều ấy ở đây đó là việc ác điều ác. Rồi từ tiếp theo cái dưới ra chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Chữ cuối cùng pu nắp pu năng, đây là một trạng từ. Hay là lại nữa, hay là lặp đi lặp lại. À, nữa, thêm nữa, lặp đi lặp lại. Đến đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên đó, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Từ thứ hai, tâm hí. Tâm hí là tá. À, tâm hí là chữ tá mà chia theo cách thứ bảy số nhiều hả, xin thưa quý vị ha. Thì chữ tá ở đây đó là đại từ thay thế, nó giống như chữ năng ở trên vậy đó. À, thì chữ tá ở đây thay thế cho cái gì? Xin thưa quý vị, thay thế cho pa tá. Đó, mà ở đây chia theo cách thứ bảy số nhiều, thành ra là trong các việc ác hay là trong các điều ác. Đó, mà mình dịch theo kiểu đại từ thay thế, đại từ thay thế đó, thì mình dịch là trong việc ấy hay là trong những việc ấy, trong những điều ấy. Ở từ thứ ba, chan đăng là chan đá, chia theo đối cách. À, chan đá là sự ước muốn, sự mong muốn. Sự ước muốn, sự mong muốn, sự mong mỏi. Rồi. Từ cuối cùng, cái dưới ra tha. Cái dưới ra tha với cái dưới ra giống nhau. À, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên đúc khô, là đúc khá chia theo chủ cách ngôi thứ ba số ít. À, xin lỗi quý vị, chia theo chủ cách số ít. Đúc khá thì là ai cũng biết rồi, sự khổ, điều khổ. À, pa, từ thứ hai pa pa xá là pa pa, chia theo cách thứ tư hoặc là thứ sáu. À, thành ra nó có cái hình thức là át xá. Ba ba chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. À, từ cuối cùng út chế vô lộ chế giá chia theo chủ cách số ít. Rồi út chế giá có nghĩa là tích trữ chất chứa. À, nếu mà pa pa sau cha vô mà mình dịch theo cách thứ tư đó, thì mình sẽ dịch đó là sự là chất chứa đối với điều khổ. À, còn mà mình dịch theo cách thứ sáu đó là sự chất chứa của cái gì khổ.
Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Chê nếu số người Ca Di Ra có thể làm ta tăng điều ác. À, thì na là đừng. Ca Di Ra làm năng điều ác đó pu nắp pu năng nữa. Nếu người có thể làm điều ác thì đừng có làm điều ác đó nữa. Hay là thêm nữa. Na ca di ra tha là đừng có tạo chan đăng sự mong muốn tâm hi ở trong các điều ác đó. Pa pa sau chê vô chất chứa điều ác đó. Đúc khô là khổ, chất chứa hay là tích trữ. Rồi đó là ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 117. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. À, Sip Tra Nhật Quỳnh giới thiệu chút nè. Chất chứa điều ác đó là khổ. Thêm chứ là khổ, thêm vị ngữ vô. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin chia điều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh Phật Pháp. Tại rừng Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Câu kệ hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 117 nằm trong phẩm Pa Pa Quát Cá. Phẩm ác được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến Tỳ Kheo Xây Giá Sắc Cá. Cái vị tỳ kheo này được đề cập đến nhiều ở trong tạng luật. Rồi thầy của cái vị tỳ kheo này cũng vậy. Thì những vị tỳ kheo mà có tên hay là được đề cập nhiều ở trong tạng luật đó, thì xin thưa với quý vị, nếu mà bà con chúng ta có nghiên cứu qua lịch sử Phật giáo đó, các thời kỳ của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hoằng pháp 45 năm, thì người ta chia ra làm 3 thời kỳ, là thời kỳ đầu, thời kỳ giữa và thời kỳ cuối.
những vị tỳ kheo mà được đề cập nhiều ở trong tạng luật mà có liên quan đến cấm chế các học giới đó, thì những tỳ kheo đó xuất hiện vào thời giữa và thời cuối. Cho thời kỳ đầu đó, 15 năm đầu của Đức Thế Tôn đó, thì xin thưa quý vị đó là 100% đệ tử của Ngài đó là thánh chứ không có phạm. Mà thánh đó thì bà con chúng ta biết rồi là thân thân hành ok, khẩu hành ok, ý hành ok. Nếu thân hành, khẩu hành, ý hành ok vậy đó thì cấm chế người ta làm gì nữa? Ngăn cản, ngăn cấm người ta cái gì? Có cái gì đâu mà ngăn cản, ngăn cấm. Chỉ khi nào đó mà thân hành, khẩu hành, ý hành có khuyết điểm đó, thì lúc đó mới cần có những cái cấm chế để qua đó là cho người ta giới hạn lại bớt cái thân hành, khẩu hành, ý hành đó, đừng có để cho thân hành, khẩu hành đó tự do quá. Thì giới hạn ở đây là giới hạn trong cái khuôn khổ, từ đó mà có được sự tiến hóa. Đó thì cái vị tỳ kheo Tây Giác Sắc Cá này nè là đệ tử của trưởng lão Lô Lúc Đà Di. Thì ở trong chú giải Pháp Cú Kinh này nói đó là Lô Lúc Đà Di, nhưng mà ở bên tạng luật đó, thì nói là U Đà Di. Vậy thì hai vị này đó là một, xin thưa quý vị. Mà có thể đó là do một cái chi tiết hay là một cái tình huống nào đó đó, rồi có thêm cái chữ lô này rồi là chấm dưới, thì cái tình tiết hay là tình huống đó như đó là một cái giai thoại nè, hoặc là một cái sự kiện nào nổi bật đó để chỉ biết cái ngài U Đa Di này đó là ai là gì. Và chúng tôi cũng xin được nói thêm với quý vị đó là dầu cho các cái vị này đó có liên quan đến các học giới, tức là qua các vị này rồi Đức Thế Tôn cấm chế các học giới đó, thì chúng ta cứ tưởng chừng như đó các vị này là những người phá giới nè, hay là những người dễ vui, rồi những người không có tu hành chi chi cả. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, là chúng ta xét người đó thì như là gì? Sông có khúc cạn khúc sâu. Rồi người đó thì cũng có lúc lúc dễ vui, nhưng mà rồi đó có lúc cũng không có dễ vui. Hơn nữa đó là chúng ta hiểu ai mà sinh ra vào thời kỳ Đức Phật thì xem như đó là cũng có phước nè. Rồi ai mà được gặp Đức Phật đó thì còn có phước hơn nữa. Và những người này đó cho dù đó họ có phá giới chút chút vậy đó, nhưng mà họ được sống chung với Đức Phật lẫn, tức là được cộng trú gần hơn nữa, thì đây là những người có phước nữa đó, xin thưa quý vị. Thành ra đó không chống thì chạy những người này đó rồi cũng sang bờ bên kia hết. Nhưng mà khi chúng ta đánh giá người đó thì là chúng ta đánh giá đúng chỗ nè, đúng lúc nè. Chứ còn chúng ta không có thể đánh giá chung chung giống như kiểu đó là vơ đũa cả nắm được. Nếu mà chúng ta đánh giá theo kiểu chung chung vậy đó thì có khi dẫn đến dễ phạm thượng đó. Chúng ta học ở trong Pháp Cú chúng ta cũng thấy rồi. Có người đó là trước đây dễ vui nè, nhưng mà rồi giờ không có dễ vui nữa. Thì giờ không có dễ vui nữa đó, lý do họ không dễ vui nữa đó là vì họ được gặp thầy, được gặp bạn. Mà thầy của họ đó là Đức Phật nè, bạn của họ đó là các vị thánh nè. Nhờ đó mà họ không dễ vui nữa. Thì khi mà họ không dễ vui nữa đó thì lúc đó họ trở thành người tốt mất rồi. Mà mình vẫn cứ nghĩ đó, là người phá giới này là người xấu đó, thì thử hỏi bà con chứ mình có bị phạm thượng không? Có.
đó, mình nói theo kiểu mà vơ đũa cả nắm, nói chung chung vậy đó, là dễ dàng tạo ra khẩu bất thiện nghiệp đó. Đó thì thầy của tỳ kheo Xây Giá Sát Cá này đó là trưởng lão Ú Đà Chí, và ông thầy đó, ông quan sát người đệ tử của mình, ông thấy sao mà càng tu hành, tức là sống ở trong chùa lâu đó, rồi sao đệ tử nó càng xanh xao, nó ốm o gầy mà gầy mòn, thấy thương quá. À, cái mới hỏi cớ sự ra làm sao. À, cái người trò mới nói đó là thấy tu mà không vui gì trơn, như là mất tự do quá. Cái ông thầy ông mới dạy, ông nói trời ơi có gì đâu mà không có vui, thì mình cũng cứ sống thoải mái vậy thôi. Thích ăn cái gì đó ăn, cứ ăn uống thoải mái, ngủ nghỉ thoải mái, tắm rửa thoải mái, rồi lúc nào đó mà tâm khởi lên nước muốn dục vọng gì gì đó, đó thì cứ tự sướng, sống thoải mái vậy đó. Đó thì đâu có cái gì đâu mà khó khăn khổ sở. Cái vị đệ tử tức là tỳ kheo Xây Giá Sát Cá này nó nói, ủa làm gì được hả thầy? Cái ông thầy nói thì ta cũng sống vậy chứ có sao đâu. Cái lúc đó đó tỳ kheo Xây Giá Sát Cá này nè, sống theo lời dạy đó của thầy mình. Và xin thưa quý vị đó, một thời gian sau rồi do ăn uống thoải mái nè, ngủ nghỉ thoải mái nè, tắm rửa thoải mái nè, thì theo quý vị sống đời sống lợi dưỡng vậy đó. Rồi khi mà cái gì đó tâm dục tình mà nó quấy phá đó thì có thể tự sướng đó, thì thử hỏi bà con chứ sống theo kiểu đời sống lợi dưỡng vậy thì có ú lên được không? Ú lên. Thời gian sau cái vị này tròn trĩa lên, thì bắt đầu đó chưa tăng thấy lạ, nó hồi trước ông này thấy ông ốm nhom nhách xanh xao gầy mòn vậy mà bây giờ sao thấy phát tướng lên đẹp đẽ quá, hồng hào quá, mập mạp quá. Thì thắc mắc là phải hỏi. Cái vị tỳ kheo Xây Giá Sát Cá này mới có sao nói vậy. Tôi ăn uống thoải mái, ngủ nghỉ thoải mái nè, tắm rửa thoải mái nè, tôi không có kiêng cử gì hết. Rồi lúc mà gì đó tâm dục mà xâm chiếm thì tôi tự sướng để thỏa mãn. Cái một số vị tỳ kheo mà người ta có tâm tu tập thiểu dục tri túc tiết chế dục đó, thấy ông này sao ông sống lợi dưỡng quá, cái người ta phản ảnh lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài mới kêu lên, ngài hỏi, ngài nói này tỳ kheo Xây Giá Sát Cá, các cái vị tỳ kheo kia nói về ông vậy đó thì có đúng không? Thì xin thưa quý vị đó là vị tỳ kheo Xây Giá Sát Cá này nè cũng rất là thật, có sao nói vậy chứ không có chối. Mình làm là mình chịu, chứ không có chối, không có lòng vòng. Thì khi mà vị tỳ kheo này đã xác nhận là có vậy đó, con sống vậy, thì Đức Thế Tôn ngài mới quả trách, ngài nói này cả ngu si, tại rồi người sống ở trong giáo pháp, giáo pháp này được thuyết giảng đó là để đưa đến ly tham nè, để đưa đến từ bỏ các cái sự ràng buộc, mà ngươi đó thì lại sống tạo làm vậy, lại sống để bị ràng buộc vậy, ngươi tạo ác nghiệp nặng nề như vậy, không có thích đáng như vậy.
Thì sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài quở trách dạy xong đó, thì ở trong tạng luật nói đó là Ngài cũng đã ban hành luôn cái điều học tăng tàng. Rồi cái Ngài mới nói tiếp. Ngài nói đó là cái việc làm của cái vị đó, đó dầu ở trong kiếp hiện tại này, hay là kiếp vị lai đi nữa đó, thì cũng đều dắt cái người đó, đó vào sự khổ, vào vòng luân hồi. Sau khi Ngài nói vậy xong, cái Ngài mới thuyết lên cái câu kệ này để kết thúc. Pa panche puriso kayira na tang kayira punap punang na tam hi chan dang kayira tha dukkho pa pa sa uccayo. Và cuối cái câu này, tức là sau khi chấm dứt xong cái câu này đó, thì rất là nhiều người chứng đắc đạo quả. Thì ở trong chú giải này đó không có nói gì liên quan đến hai vị tỳ kheo mà được đề cập ở trong cái câu chuyện này. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, khi nãy chúng tôi nói đó là ai mà được gặp Đức Phật đó, thì đó là có phước rồi. Thì thành ra không có chống thì chạy cũng sang được bờ bên kia. Cũng sang được bờ bên kia. Thì thành ra đó là có thể sau khi nghe xong cái câu kệ này, thì là các cái vị tỳ kheo mà phạm lỗi phạm tội đó đó, người ta sẽ thu thập trở lại và sẽ tinh tấn để thực hành sa môn pháp, nhằm đạt được cái cú cánh là ly tham, từ bỏ các sự ràng buộc. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: hỡi ai điều ác lỡ làm, lặp đi lặp lại dễ dàng thành quen, điều ác thỏa thích chẳng nên, chứa ác thọ khổ lời khuyên đạo vàng. Và có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. Bây giờ chúng tôi với quý vị cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy này nè, để chúng ta hiểu ra được Ngài dạy cái gì, điều đó có lợi hay là có hại. Nếu có hại thì mình từ bỏ, rồi cách từ bỏ ra làm sao. Còn nếu điều đó, đó mà có lợi thì mình nên thực hành, và thực hành ra làm sao. Đó là những điều mà mình cần nghiên cứu, tìm hiểu sâu, tìm hiểu một cách rõ ràng, cẩn thận, để khi chúng ta thực hành theo đó, thì chúng ta cũng thực hành theo một cách trơn tru, chứ không có là lẫn lộn. Vậy thì cái câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dạy cái gì xin thưa quý vị? Nếu người có thể làm hay là tạo điều ác, việc ác, làm hay là tạo việc ác, vậy thì trước hết mình phải hiểu pa pa, việc ác hay là điều ác ở đây là gì. Pa pa, việc ác hay điều ác ở đây đó, thì mình đã học rồi. Đó là có 10 nè: thân tam, tứ, ý tam. Cái câu thiệu vậy đó là mình phải nhớ: thân tam, cậu tứ, ý tam. Thân tam là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó là thân tam, ba điều ác đó. Khẩu tứ là nói láo nè, nói độc ác nè, nói thêm mắm dặm muối nè, tức là nói lưỡng thiệt, nói hai lời đó. Rồi là nói nhảm nhí vô ích, là nói chuyện đông chuyện tây nè, không có chủ đề, lang mang, giết thời gian đó. Đó là khẩu tứ. Rồi ý tam là gì?
là suy nghĩ tham ác, suy nghĩ mà phải tham ác hay sao quý vị? Tức là suy nghĩ làm sao đó mà để cái gì cướp đoạt của người ta đó. Rồi thì suy nghĩ sân ác, mà sân ác tức là suy nghĩ tư duy đến cái hướng đó là triệt tiêu đối tượng đó. Triệt tiêu đối tượng tức là triệt tiêu người, vật, việc. Rồi thứ ba là tà kiến ác, tức là suy nghĩ đến cái hướng đoạn kiến, là không có phước, không có tội, không có cha, không có mẹ, không có cái chi chi cả đó, tức là đoạn kiến. Đó, 10 việc ác vậy. Thì ở đây đó mình phát triển nó ra rộng hơn tí nữa đó, là việc bất thiện, điều bất thiện. Thì việc bất thiện, điều bất thiện rộng hơn xin thú gì? Rộng hơn là sao? Đó là có khi đó mình lén lén mình suy nghĩ tham chút thôi, suy nghĩ sân chút thôi. Như là có thể quý vị đang nghe chúng tôi giảng vậy nè, cái khởi lên cái ý nghĩ bất mãn. Ông này ông nói tào lao, thí dụ vậy. Thì cái đó nó không có rơi, quý vị thấy cái suy nghĩ đó nó rơi vô trong 10 điều ác không? Không. Hoặc là gì, mình khởi lên cái ý thích món ăn này, món ăn kia, vật này, vật kia, đồ này, đồ kia. Thì cái thích đó, đó là tham đó xin quý vị. Nhưng mà nó lại không có nằm trong 10 cái điều ác mà chúng tôi mới vừa trình bày quý vị. Thì không có nằm trong 10 cái việc ác đó đó, thì nó là bất thiện. Nó là bất thiện. Mình tu đó là phải từ bỏ nè ác bất thiện. Từ bỏ được ác rồi thì phải chuyển qua từ bỏ các pháp bất thiện. Chừng nào từ bỏ hết cái đó đó, thì lúc đó đó mình mới thành tựu được cứu cánh đời tu. Chứ còn nè, từ bỏ được ác nhưng mà cũng vẫn còn bất thiện đó, thì còn tiếp tục tu, tức là chưa sang được bờ bên kia. Thì xin thưa quý vị đó ha, mình còn phàm mà, chứ chưa có phải là thánh. Thì theo quý vị chứ mình có khi nào đó tạo 10 cái điều bất thiện này không, 10 việc bất thiện này không? Có ha, có. Sở dĩ mà chúng tôi trả lời cho quý vị vậy đó, thì là chúng tôi cứ trên cả hai nè. Bản thân chúng tôi là người tu đó, người trong chùa nè, là một tỳ kheo á. Nhưng mà thử hỏi quý vị chứ có khi nào chúng tôi quát tháo ai không? Rồi có khi nào chúng tôi tám không? Có nha, có. Bản thân chúng tôi có, mà bản thân chúng tôi hiểu về 10 cái việc ác này nè, rồi hiểu về pháp bất thiện nè, rồi hiểu về tai hại của nó nữa đó. Nhưng mà tại sao cũng có lạc? Xin thưa quý vị là chúng tôi vẫn còn phàm, cái niệm nó chưa có mạnh, nó chưa có vững, thì thành ra đó cũng vẫn còn bị quên. Tức là cái khả năng khống chế, kiềm chế, gìn giữ cái tâm ma của mình á, đôi khi nó cũng bị vuốt tay xin quý vị. Bị vuốt tay. Thành ra đó là có khi cũng có quát tháo. Rồi có khi cũng có tám. Thì có khi đó đó là có thể nè. Có thể nè. Chứ còn nếu như mà thường xuyên đó, thì ở đây mình sẽ không có dùng cái thế là khả năng tắt. Đó là đối với 10 việc ác nè. Còn mà bất thiện đó thì theo quý vị nhiều hết rồi. Nhiều lắm. Ăn ngon cái là mình sẽ nhớ tới nó nè. Nằm trong phòng có máy lạnh êm cái là mình cũng nhớ tới nó nè. Đi ngồi xe mà nó êm, nó không có cái độ sắp của nó làm êm ái đó, mình cũng sẽ nhớ.
khi đó vừa lòng đẹp ý của mình đó, mình sẽ hãy nhớ lại. Mình sẽ hãy nhớ lại. Quý vị thử chiêm nghiệm bản thân coi có đúng vậy không? Đó thì nếu như thế mà mình có nhớ lại là mình vẫn được ước muốn sao đó cho mình là gì? Quả lòng đẹp dạ đó. Khả ái, khả ý, khả hỷ đối với bản thân của mình á, hay là gì? Quả được cái thị hiếu dục lạc của mình á, thì điều đó có nghĩa là cái gì? Là mình có ước muốn trở lại đó. À, mình có ước muốn lại đối với các cái điều ác đó, đó thì ở đây đó Đức Thế Tôn ngài nói đó là gì? Đừng. À, đừng có làm nó nữa. À, tức là gì? Lỡ quát tháo ta một lần rồi thì thôi giờ đừng quát tháo nữa. Đó, lỡ gì đó nhớ tới cái món ngon vật lạ đó đó. Giờ thôi, đừng. À, đừng ước muốn nó nữa, đừng nhớ tới nó nữa. Thì tại sao ngài nói vậy ạ? À, thì xin thưa bà con đó, ở đây mình phải hiểu nè. Khi mà mình quát tháo người ta, chửi bới người ta đó, thì tức là mình đang tạo cái khẩu nghiệp bất thiện đó. Mà khẩu nghiệp bất thiện này là khẩu ác nghiệp. Đó, rồi khi mà mình tám, mình dùng cái thời gian để nói chuyện đông, chuyện tây, này, chuyện trên trời, dưới đất, này, chuyện không có đi đâu về đâu á, không có lợi chi cho mình, không có lợi chi cho người cả đó. Thì ngay khi đó đó là mình cũng tạo nghiệp bất thiện đó. À, mà lúc đó đó là mình đang tạo gì? Khẩu ác nghiệp á. Thì thử hỏi bà con chứ, ha, mình mà tạo khẩu ác nghiệp vậy đó thì kết quả sẽ như thế nào? Khổ đau hay là an lạc? Khổ đau. À, nhưng mà mình quát tháo con nè thì ngay khi đó đó là nó cũng bực bội rồi nè. Rồi lại gì nữa? Để lại trong tâm cảm của nó đó một cái chi đó không có tu. À, hay nói cách khác hơn là gì? Cái tình cảm tốt đẹp đó, giữa mẹ con, cha con, anh chị em, huynh đệ, bạn bè với nhau đó, nó có cái vết nứt. Để nó có cái vết nứt đó, đó là cái hậu quả ngay trong hiện tại. Và nếu cái việc đó mà được làm đi làm lại nhiều lần thì cái vết nứt đó nó càng ngày càng to ra. Rồi nữa là về sau, tức là đời kiếp khác thì lại càng khổ đau hơn nữa. Do cái hậu quả đó đem lại. À, chính vì vậy đó mà ngài nói đó là đừng hay là chớ làm thêm nữa. À, thậm chí là gì? Cũng đừng có nghĩ tới nó nữa. Cũng đừng có thích nó nữa. À, như là mình mặc cái áo đẹp nè. Đó, cái mình nhớ tới nó hoài. Mai mặc tiếp. À, rồi mặc mà không có người xem đó. À, cái mình tự soi gương. À, tự lấy cái điện thoại có camera đó ra chụp tự xương. À, thì xin thưa quý vị đó, mình mà có cái sự thỏa thích với cái ý nghĩ của mình vậy thôi đó thì cũng nên. Đó, mình làm vậy riết đó, nó sẽ tạo thành cho mình một cái thói quen đó. À, và thói quen này là không có lợi. À, thói quen này khiến cho mình phải gặp vô vàn cái khổ đau về sau. Đó, mà nếu mà bà con chúng ta mà phân tích kỹ nữa đó, thì khi đó mà mình có cái sự thích thú ở trong cái việc ác, điều ác dù lớn dù nhỏ vậy đó, thì nó cũng làm cho mình mất đi cái cơ hội để mà mình làm, mình tạo được các cái điều thiện, việc thiện. Rồi nữa nè, khiến cho mình đó có cái sự coi thường hay là có cái sự dễ vui hay có cái sự chởn mãn ở trong việc tạo điều thiện, làm điều thiện. Đó là làm điều thiện. Cái thành ra đó là Đức Thế Tôn ngài khuyên chúng ta là chớ là như vậy. À, giống như cái vị tỳ kheo này nè. Cái vị tỳ kheo Sayasaka này nè.
À, là ông thầy của mình Lô Lú Đa Dí hay là Ú Đa Dí giải vậy đó, là cứ thụ hưởng dục lạc ngũ trần một cách thoải mái đi, không sao cả. À, thì thành ra là cái gì này, cứ thụ hưởng thoải mái. À, và thụ hưởng dục lạc ngũ trần đó, là xin thưa quý vị, vị đó đang rơi vào cái gọi là gì? Sống lợi dưỡng. À, đây là người tu đó. À, mà sống lợi dưỡng đó thì tất yếu dẫn đến khổ đau. Để bằng chứng là gì? Ở trong chú giải này nói đó, là gì đó càng ngày càng mập mạp ra, à, tròn trịa ra, à, mập mạp tròn trịa đó. Thì đối với người mà không có hiểu biết, không có chánh kiến, à, thì có thể người ta sẽ khen, à, đẹp đẽ ra, hảo tướng ra, là tự tu. À, nhưng mà đối với người có chánh kiến thì theo quý vị ta sẽ như thế nào? Khen hay là chế? À, tu hành mà mập mạp tròn trĩa quá thì ông này sao ông lợi dưỡng quá, đó là người ta chế. À, ta chê chứ. À, thì thành ra cái hậu quả ngay trong đời sống hiện tại thôi đó là cũng đã bị người ta chê rồi đó. Rồi cái hậu quả nặng hơn nữa là gì? Tham đắm ở trong đó đó, đắm nhiễm trong đó đó, riết ha, cái nó trở thành thói quen luôn mà dẫn đến mà bị ghiền luôn đó, thì là rất là khó khăn để mà từ bỏ. Yeah, thì bắt đầu lúc đó là cái tình nguyện làm nô lệ cho tham ái. À, thì khi mà cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho tham ái vậy đó, thì là việc ác nhỏ lớn tớ nào đó, cũng có thể làm hết, nguy hại vô cùng. Dạ, rất rất ư là nguy hại luôn. Nên dĩ nhiên đó là cái vị này nè, may mắn có phước, thành ra là gì mới được gần Phật, được gần thánh chúng. À, cho nên đó, mặc dù ở đây không có nói nhưng mà mình cũng hiểu đó, là rồi đây vị này sẽ thu thúc trở lại. À, nhưng mà thử hỏi bà con ha, chứ giờ mình nè, kế bên mình không có Phật. Phật đã niết bàn lâu rồi. À, kế bên mình đó có thánh chúng không, xin thưa quý vị? Mình cũng không biết được. À, và cũng rất là khó để mà có thánh chúng. Điều đó có nghĩa là cái gì? Kế bên mình không có một cái chỗ vịn nào chắc chắn cả. À, thì thành thử ra là gì? Phải tự bản thân của mình nỗ lực lấy thôi. Phải tự bản thân của mình đó từ bỏ. Phải tự bản thân của mình đó hiểu cho nó rõ ràng, cho nó sâu sắc lời Phật dạy. À, rồi cái bắt chước đời sống của chư thánh hiền. Chư thánh ở đây có thể đó là tăng, có thể là tục. À, thấy trong trường hợp vậy, trong cái tình huống vậy, các cái vị thánh người ta sẽ ứng xử ra làm sao? À, khi mình bắt chước theo vậy. À, chỉ có vậy thôi, xin thưa quý vị, thì mình mới có thể từ bỏ được các cái việc ác, điều ác lớn, dần dần đến từ bỏ các cái việc ác, điều ác nhỏ. Và dần dần nữa đó, mình mới có thể từ bỏ luôn các cái việc bất thiện, điều bất thiện. Thì lúc đó mình mới không còn khổ. À, chứ con nè, mình không có từ bỏ, à, mình không có cái gan đó để từ bỏ nó đi đó. À, mà mình vẫn có thể nè, thỏa hiệp đối với nó, hoặc là gì, có thể len lén quay lại đối với nó đó. Thì xin thưa quý vị đó, là cái khổ nó vẫn còn.
Dạ, cái khổ vẫn còn. À, quý vị nhớ ở trong kinh Tương Ưng Đức Thế Tôn ngài ví dụ không? Phẫn nằm trên cái đầu ngọn cỏ thôi là có bé tí tẹo gì đó thì cũng cực, vẫn cứ là phẫn. Hay là gì, đất nằm ở trong cái đầu của cái móng tay này nè, bé tí tẹo gì nè, thì cũng vẫn cứ là còn đất. Tức có nghĩa đó là khi nào mà việc ác, điều ác, việc bất thiện, điều bất thiện mà mình chưa có từ bỏ hết thì khi đó mình cũng vẫn cứ còn bị chịu khổ đau. À, thành thử ra đó là cái câu kệ này á, Đức Thế Tôn ngài nhấn mạnh cho mình hiểu, thấy, biết điều đó. Để từ cái chỗ đó mà bản thân mỗi mỗi người chúng ta đó cố gắng tinh tấn siêng năng hơn trong từng ngày, từng giờ, từng phút luôn. À, mình thì cỡ phút thôi chứ còn mà giây thì chắc hơi khó. À, để từ bỏ các cái việc ác, điều ác, từ bỏ các cái việc bất thiện, điều bất thiện. À, thì mong, mới mong được là có một cái đời sống thật sự an lạc, an vui. À, ước mong tất cả chúng ta đều có thể thành tựu được đời sống an lạc, an vui trong một giờ sớm nhất. À, chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 117 tại đây. Dạ, xong rồi xin. À, phước báo phát sanh xin được cúng dường đến chư tôn đức. À, xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Xin chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ với công đức giảng pháp này để được tiến hóa an vui đồng nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú nằm tay. Còn kính đến lễ chư Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Thượng tọa Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức. Và kính chào tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì cuối cái bài học ngày hôm nay, Tình Đại xin được ít phút để có một cái thông báo như thế này. Tức là ngày hôm trước Tình Đạt đã thông báo đến là chúng ta sẽ tạm ngưng sinh hoạt trong một tháng dân y, tức là kể từ ngày mai là ngày 16 âm lịch, ngày 21 tháng 10 năm 2011 là nhằm 16 âm lịch, cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch, tức là cái ngày cuối cùng của lễ dân y. Thì qua ngày 16 tháng 10 âm lịch á, thì chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt trở lại. Và Tình Đại xin được thông báo thêm, tại vì ngày mai thì đã tạm dừng sinh hoạt rồi. Trong thời gian vừa qua thì Tình Đại có nhận được cái sự cúng dường của các Phật tử ở Diễn Đàn Pháp Cú Kinh, cúng dường đến chư vị giảng sư và các chùa trong cái mùa lễ dân y. Cụ thể đó là Phật tử Diệp và Liêm, Phật tử Diệp và Liêm trong Diễn Đàn Pháp Cú Kinh, đó là nickname Phan Liêm Ba. Gia đình Phật tử này đã có cái sự cúng dường đến chư giảng sư và các chùa. Tuy nhiên thì do là các vị này là ở bên Pháp, cho nên cái việc mà chuyển về Việt Nam thì có cái sự thời gian chờ đợi. Hiện tại thì các vị đó đã chuyển rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì chưa có tới. Tuy nhiên thì Tình Đạt cũng xin được thông báo trước, tại vì ngày mai là đã tạm ngừng sinh hoạt rồi. Và các vị Phật tử này rất là kỹ, các vị có sự cúng dường và có kèm thêm cái danh sách cúng dường. Tình Đạt chỉ công việc dựa theo cái giúp đỡ các vị này để mà cúng dường tận tay
đến các vị giảng sư và các chùa trong có danh sách đính kèm để cúng dường trong cái mùa lễ dân y Katina. Thì tỉnh đài xin được một lần nữa đại diện cho chư tăng, nhất là các chư vị giảng sư ở diễn đàn Pháp Cú Kinh, một lần nữa tán thán công đức và nguyện cầu phước báo đến gia đình Phật tử Phan Liêm Ba, đó là Phật tử Liêm và Phật tử Tiệp. Mong cho các vị thành tựu những sở nguyện. Và đó là cái thông báo nhỏ trong cái buổi học ngày hôm nay. Một lần nữa thì tỉnh đài xin được thành kính tri ân Thượng tọa Minh Mẫn và chư quý vị đã nhấn nút chút thời gian để nghe thông báo. Và bây giờ thì xin kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn để tiếp tục cái sinh hoạt của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú và chúng con kính tri ân lời thông báo của Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức và Dạo Quên. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính nhân mít đến sư. Dạ, Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không? Dạ, kính thỉnh Đại Đức cho con một tín hiệu. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không? Rồi, Đại Đức đâu mất tiêu rồi. Dạ, bây giờ Đại Đức Tuệ Đức không có trước máy. Dạ. Dạ. Vậy con đại rồi, Đại Đức Minh Mở, Đại Đức Tịnh Đạt cũng đã rời room. Đại Đức Tịnh Đạt còn trong room không? Dạ. Chúng con kính thỉnh. Dạ, Đại Đức Tuệ Đức còn trong không? Dạ, con xin cho con một tín hiệu. Con kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt thay chư tăng chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính nhân mít đến sư.